Xin chào các bác, quay trở lại kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Aima, một mẫu xe đạp khung carbon, vành cao bản, cối lổ và được trang bị bộ đè chuyển động Shimano Soza, gạt đĩa DUG LX. Đó. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp, xe Touring phù hợp cho các bác mà đi thể dục hay đi những con đường bình thường hàng ngày. Thể dục thì cực kỳ là hợp lý. Mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 10.800.000 cho một chiếc xe full carbon Aima AR7099. Toàn bộ phần khung thì như các bác thấy trên hình, toàn bộ là từ carbon, rất là đẹp. Nước sơn, từ nước sơn đến những cái phần xích lip rồi đè đóm các thứ, là chiếc xe này còn giữ cái độ mới cực kỳ là tốt. Nước sơn tông màu đen vàng cực kỳ thể thao, những cái đường vân carbon nổi cực kỳ là tỉ mỉ và đẹp. Được sử dụng bộ đè sau của Shimano Soza, một dòng đè cũng rất là cao cấp của dòng Shimano, với 8 líp, trang bị 8 tầng líp và 3 tầng đĩa, bánh máy cối lổ, Retropec vành cao bản, bánh 700C, bộ phanh ngoằm 3 mảnh. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano với 8 speed ở đây. 8 speed và bên này là 3, tương ứng với cả là 8 lít 3 đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Phanh cơ, phanh 3 mảnh. Khung carbon, phanh cao bản. Này là bi vòng. Này trước bi vòng. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp bên khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Chuyển động là lên xuống các thứ của chiếc xe này rất là mượt mà. Như đầu video đã nói, chiếc xe có giá chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.